Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Màn cướp điểm của Thu Hằng trong trận thi quý như thế này đã xứng đáng là nhà vô địch Olympia hay chưa? Phần thi quý 1 của nhà vô địch Olympia Thu Hằng bất ngờ được chia sẻ và ai cũng công nhận với những gì đã thể hiện, cô nàng xứng đáng ở vị trí quán quân. Nguyễn Thị Thu Hằng, cái tên đã gây bão truyền thông cho suốt 2 ngày vừa qua vì đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Sau 9 năm chờ đợi thì khán giả mới được chứng kiến sự bứt tốc mạnh mẽ của phái nữ trước các thí sinh nam để giành chiến thắng. Xuyên suốt trận thi đấu trực tiếp ngày hôm đó, khán giả đã được thấy một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và máu lửa trong từng phần thi. Ngay từ vòng khởi động, chớp nhoáng trong một phút, Thu Hằng liên tục đưa ra những đáp án chính xác và đứng nhì cuộc đua. Từ đó lấy tinh thần để bùng nổ ở vòng vượt chướng ngại vật khi bất ngờ phá ô chữ chỉ sau một từ hàng ngang. Đây được xem là bước ngoặt cho cô gái giành lấy vòng nguyệt quế ở lửa chặng đường còn lại của cuộc thi, để trở thành nữ sinh đầu tiên lọt vào chung kết năm. Kể từ sau trận chung kết Olympia mùa thứ 12, Nguyễn Thị Thu Hằng đã vượt qua các vòng thi tuần, tháng, quý một cách cực kỳ bản lĩnh. Sau màn thể hiện ấn tượng trong vòng thi tuần với 350 điểm, kỷ lục số điểm của các thí sinh nữ suốt 20 năm của chương trình. Tính tới thời điểm đó, cô gái đến từ cố đô, sau đó còn thuyết phục khán giả với trận thi đấu quý 1 đầy quyết liệt. Sau khi lên ngôi vô địch thì khoảnh khắc thi đấu này được chia sẻ lại và gây nhiều hứng thú với cộng đồng mạng. Trước phần thi về đích của mình, Thu Hằng tạm thời xếp vị trí thứ 3 với 150 điểm, kém 20 điểm so với hai nam sinh cùng thi là Xuân Huy và Minh Chiết đang đồng hạng. Đến lượt thi dự thi, nữ sinh trường Kim Sơn A chọn 3 câu hỏi có điểm số là 10, 10, 20, trả lời đúng 2 câu 10 điểm và sai câu 20 điểm. Không có ai cướp điểm số của mình nên ngay lúc này, Thu Hằng, Xuân Huy, Minh Chiết cùng đồng số điểm là 170. Cả trường quay nín lặng theo dõi phần thi quyết định của các thí sinh, cuối cùng là Toàn Thắng. Ngay ở câu hỏi 20 điểm đầu tiên của Toàn Thắng, nam sinh này trả lời sai và quyền trả lời thuộc về 3 người cùng trời. Thu Hằng nhanh tay nhấn chuông, đưa ra đáp án thuốc nổ đen cho câu hỏi có nội dung công thức nhất đồng thán bán đồng sinh lục đồng diêm là kinh nghiệm đúc kết của người xưa trong điều chế hỗn hợp nào. Lúc này cả trường quay như nổ tung vì MC Diệp Chi thông báo Thu Hằng chính thức dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy vậy, quyết đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ nhưng có quyền tự quyết vì ở câu 30 điểm cuối cùng Toàn Thắng vẫn trả lời sai. Lúc này nếu một trong hai thí sinh làm nhấn chuông và trả lời đúng thì Thu Hằng chính thức chia tay cuộc đua đến với giải thưởng 40 triệu USD. Còn nếu Thu Hằng nhấn chuông, dù trả lời sai hay đúng, bạn vẫn nghiễm nhiên mang điểm về cho tỉnh Ninh Bình. Vì nếu mất 15 điểm, bạn vẫn hơn người xếp dưới là 5 điểm. Cảm xúc vỡ òa của Thu Hằng khi giành chiến thắng với cách biệt chỉ 5 điểm. Để chấp lấy thời cơ và không để cho hai nam sinh có quyền trả lời, cô gái nhỏ nhắn bấm chuông ngay lập tức và đưa ra đáp án của mình. Trong giây phút căng thẳng, MC Diệp Chi lên tiếng rằng Thu Hằng chính thức thành người chiến thắng và là nữ sinh thứ 8 năm của sau 8 năm của đường lên đỉnh Olympia lọt vào trận chung kết năm dù trả lời sai. Ngay sau khi thông báo kết quả, cô gái từ vùng đất cố đô đã khiến hai MC phải thán phục vì chiến thuật quá hợp lý của mình, tốc độ nhấn chuông quá nhanh để không còn cơ hội cho các thí sinh khác. Đến này, đây được xem là trận thi quý hấp dẫn và kịch tính nhất năm 2020. Thu Hằng đã bước lên ngôi vị quán quân quý 1 đầy tự hào trước ba nam sinh, phá vỡ chuỗi 8 năm chưa có thí sinh nữ vào chung kết năm đường lên đỉnh Olympia. Rõ ràng khi nhìn lại chặng đường mà Thu Hằng đã đi ở 3 lượt trận thi tuần, tháng và quý trước đó, chúng ta mới hiểu vì sao cô gái này đã lên ngôi vô địch. Ngoài sự thông minh và kiến thức đầy mình ở nhiều lĩnh vực, nữ sinh 10X còn cho thấy mình là một người nhạy bén khi nghĩ ra chiến thuật phù hợp để bứt tốc và chiến thắng một cách ngoạn mục ngay ở thế bí. Suốt nhiều năm qua, cô gái này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để khắc phục những điểm yếu trước đó để tự tin đứng trước ba đối thủ được đánh giá cao hơn. Bằng chứng là từ một thí sinh chưa lần nào giải được ô chữ của vòng vượt chướng ngại vật thì ở giây phút quan trọng, cô gái đã tìm ra đáp án y tế chỉ sau một gợi ý của hàng ngang.
cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.